Rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé Và hôm nay mình làm một video ngắn để giới thiệu anh em một số cái đồ anh em có thể chuẩn bị Dành cho những anh em nào thích chơi cái class ánh sáng mùa sau Và trong video này thì nói về cái set đồ trước nha Và cái set đồ này có thể nói là rất là bá đạo dành cho cái class sắp tới Và nó đã ngủ, nói chung là ngủ ba mùa rồi ha Bây giờ nó mới đến lúc rồi là nó thức tỉnh đó. Nói chung là như vậy Thì cái set đồ này chắc chắn là nhiều anh em cũng biết rồi Đó chính là set đồ tổ lan À, tí mình sẽ giải thích từng duyên cho nó nha trước mắt thì anh em thấy là sách đồ tổ lan thì nó có hai cái dạng đầu tiên là một cái dạng đó là giáp nặng nó là một dạng giáp nặng giáp nặng thì nó sẽ có hồn tượng thần lớn và sau đó thì có tăng mạnh hiệu ứng được chưa anh em đấy nó sẽ có một dạng như thế này và cái dạng thứ hai á thì nó là tượng phép được chưa anh em tượng phép thì nó sẽ đi kèm với là lỡ ánh sáng Lỡ ánh sáng thì sẽ cộng đại ánh sáng thì tí mình review luôn cho anh em được chưa anh em Đấy, cơ bản là hai cái set đồ này thì chúng ta có thể farm rất là dễ dàng Do cho những anh em nào yêu thích class ánh sáng Cũng như là chuẩn bị đồ cho mùa sau Ví dụ như mới vô mà mình muốn có đồ luôn ấy Thì ok, đây là một cái cách lựa chọn uh, tốt cho những anh em ha Mới vô mình có thể chọn để mình chơi Và cái con này thì farm cũng rất là đơn giản thôi cái Đây, nên chúng ta có thể farm ở map di tích cổ Và nó sẽ rớt cho chúng ta cái duy phần này Và thật sự mà nói thì cái dư phần này á Với là cái set đồ này ít khi ít người có người là sử dụng lắm ví dụ như đời rui á đời rui thì bọn mình hay sử dụng cái sách đồ này phần lớn là để làm những cái món đồ gọi là uh, snap ha, snap shot này nọ thôi. được chơi anh em ít lắm. Uh, đến cái mùa thứ S 1 S 1 thì có một cái bạn chơi uh, cây cái, sĩ cái lửa xoay á thì bạn ấy có sử dụng tăng mạnh uống thôi. cái còn lại phần lớn những anh em chơi ít, các anh em nào chơi tăng mạnh uống lắm cũng như là hồn tự thần. thì hồn tự thần thật ra nó là một cái hồn rất là ngon khi mà chúng ta bắn thì nó sẽ dật điện xuống đây. nên nó bắn thì nó có tỷ lệ giật điện xuống. không phải cái đó đâu anh em nhé. nó sẽ là cái chiếu chiếu từ trên xuống này đấy nó chỉ chiếu chiếu xuống gây sắc thừa ánh sáng và cũng như là nó còn ăn theo những cái duyên khác ví dụ như khuếch tán này nọ các kiểu và lý do mình biết là tại vì ngày trước mình hay chế cái set đồ này đặc biệt là cây vũ khí đó chính là cây vũ khí mà mình dành cho cái con lính canh bảo tố trường hợp à, con uh, lính canh linh hồn cái trường hợp mà anh em muốn build theo cái hướng gọi là uh, này nè đây cho anh em thấy ở đây nè đấy thì nó sẽ có lọ ánh sáng và có luôn một dòng thương tươi chớp và cũng có hồn hồn tượng thần luôn ha thì cái sách đồ này thì anh em cũng quá quen thuộc với lại lính ca linh hồn chơi được kiểu kiểu này rồi ha ở đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái khác ví dụ như là uh, cây vũ khí tăng mạnh hiệu ứng nè uh, cây cái, cái, uh, cái pháo này thì cũng tăng mạnh hiệu ứng nè ví dụ như anh em nào mà chơi con uh, xạ thủ thì xạ thủ có không ta? hình như không có xạ thủ đây hoặc là anh em chơi con nào mà cần hóa hình nên có thể uh, dùng cái này nói chung là hệ thống vũ khí này cũng được còn một cái hệ thống vũ khí như giống như mình đang có là cái cây gọi là nỏ băng rực rỡ này á, thì cái dọc này thì mình sẽ giới thiệu sau cho anh em nhé những vũ khí này có thể sử, sử dụng trong một sau nhé rồi bây giờ giải thích về mặt duyên phận trước mắt về duyên phận thì hồi à nãy anh em đã nhìn thấy được cái hồn tượng thần rồi thì khi mà mình chơi thì có tỷ lệ 25% xác suất kích hoạt thi triển 16 phạm vi tấn công và sẽ bắn ra những cái à, tia chớp dưới chiếu xuống và cái này thì nó 25% xác suất kích hoạt nên nó sẽ hợp tác chung với một cái duyên nữa khá tốt đó chính là sao may mắn ha nếu như anh em muốn có full hiệu ứng của cái hồ này thì chúng ta sẽ chơi một sao may mắn à, ba sao may mắn sau đó thì một sao may mắn hắc thần sau đó thì anh em có thể sử dụng theo con bé con bé này thì nó mới nổi thôi con bé này thì con bé mình leo tháp rồi nó cho đi cái đỉnh tháp nó cho đây là cái con bếp mà, hình chiếu của vali này đấy thì con này thì nó sẽ tăng xác uh, suất kích hoạt những hiệu ứng rồi khi anh em sử dụng nó sẽ tốt hơn nó sẽ tăng khả năng và không phải ngẫu nhiên người ta cho con bé này đúng cái thời gian này đâu anh em và con bé này thực sự rất cần thiết cho mùa sau và nó cũng có thể tác dụng cho nhiều khác class khác nữa và cái này anh em cứ nghĩ đơn giản là sao may mắn thôi nó sẽ tăng tỷ lệ kích hoạt những cái hiệu ứng có lợi ví dụ như ở trong trường hợp này thì đó chính là cái hồn tượng thần và khi anh em sử dụng nó thì nó sẽ búp cho anh em và anh em sẽ tăng khả năng gây thêm những cái đó ok rồi và tiếp theo đối với những anh em nào đó, thì thắc mắc tại sao mình nói cái tăng mạnh hiệu ứng này nó lại ngon đối với con với uh, con những cái con ánh sáng thì anh em thấy là hôm qua khi mà mình review những cái kỹ năng của con ánh sáng ấy thì nó sẽ có những cái cơ hội gọi là mình đủ stack thì nó sẽ biến thành một cái dạng như là hóa hình đó biến thành cái dạng thiên thần á thì anh em thấy là nó có chữ duration ở dưới thì đó chính là cái thời gian duy trì cái thời gian duy trì của một cái nó cũng giống như một cái búp vậy đó, khi anh em biết là cái đó thì nó sẽ là một cái búp. nên là khi mà anh em sử dụng cái set đồ có cái tăng mạnh ứng này thì nó cũng sẽ kéo dài cái thời gian anh em biến thành cái hình đó trong trường hợp nghĩa là trong trường hợp thôi nghĩa là anh em cần phải biến hình và cần kéo dài thời gian biến hình thì anh em sử dụng tăng mạnh ứng để có thể kéo dài thời gian biến hình tất nhiên theo mình nghĩ thì nó sẽ không phải class nào thì nó cũng sẽ cần thiết phải hóa hình biến thành cái dạng đó mình nghĩ là sẽ có một số lối chơi là không cần biến thành hình đó thì có lẽ họ sẽ sử dụng cái lọ ánh sáng tại vì cái lọ ánh sáng này thì nó sẽ gây sát thương nhiều hơn thì cho anh em nó bút sát thương nhiều hơn và khi anh em đủ ba lọ ánh sáng thì anh em thấy là nó sẽ có kháng tiêu chớp và sát thương tiêu chớp còn 60% thì chuyển thêm 8 đạn nữa thì cho anh em và nó rất là ngon nên dẫn đến tình trạng là ha, ừ, hai set đồ này để có thể sử dụng rất tốt cho những cái mùa sau và nếu anh em nào yêu thích thì có thể chuẩn bị trước ha trường hợp anh em muốn chơi ánh sáng thì mới có thể sử dụng tiếp mùa trước chế độ cấp 1 và để dành đó hoặc là chế độ cấp 5 cấp 10 gì đó để có thể uh, mới vô có đồ sử dụng nhưng mà mình nói thiệt là uh, thông thường thì mới class này mới vô thì nó hơi khó chơi chút nên là cũng tùy anh em và mình nên chuẩn bị trước một chút thì thấy cũng tốt ha nên chuẩn bị trước những cái đồ như thế này thì nó sẽ giúp cho anh em trải nghiệm game tốt hơn có hai lựa chọn tăng mạnh ứng và cái lõi ánh sáng Thế mình thì anh em có thể chọn loại ánh sáng sớm tại vì loại ánh sáng sớm thì nó sẽ bắn ra những cái đạn. Cái đạn ánh sáng thì nó giúp anh em lưu quái tốt hơn. Được giờ nè em? Rồi. Thì uh, chắc gặp lại, hẹn gặp lại nên các lô sau nhé. Cảm ơn theo dõi. Rồi, bye bye.